大家好，我是清河老师，很高兴能跟大家一起来学习汉语。接下来các em cô là Thanh Hà và ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chủ đề rất là thú vị ạ. Đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tiếng lóng hay là các ngôn ngữ mạng mà giới trẻ của chúng ta hay sử dụng bây giờ thì dịch sang tiếng Trung thì chúng ta sẽ dịch như thế nào đúng không? Ví dụ có rất là nhiều từ như là bung lụa này hay là thả thính này đúng không? Hay là nghiệp quật này hay là cái đồ gà mờ này đúng không? Hay là em gái mưa này đó, rất là nhiều các cái từ mà bây giờ ngôn ngữ mạng chúng ta sử dụng. Vậy thì các cái từ này khi mà dịch sang tiếng Trung thì người Trung Quốc sẽ sử dụng như thế nào, hay là có những cái cách biểu đạt là nó tương tự đúng không, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhá. Rồi đây, đầu tiên, từ đầu tiên cái từ này chúng ta cũng rất hay dùng đúng không, mày dạo này hay thả thính thế. Vậy cái từ thả thính này trong tiếng Trung người ta sẽ dùng là gì ạ? Chúng ta sẽ nói là thiếu chính, thiếu chính, thiếu chính, đi bía thiếu chính là bía thiếu chính là đừng có thả thính nữa đúng không, hoặc là gì ạ, chê chín chủng khan nỉ trai quảng sang thiếu chính, chê chín chủng chủng khan nỉ trai quảng sang thiếu chính, dạo gần đây cứ thấy mày lên mạng thả thính thế đúng không ạ. Đó, như vậy chúng ta sẽ dùng từ thiếu chính, thiếu chính, nỉ mân trắng trắng trai quảng sang thiếu chính mắng, các bạn có hay thả thính trên mạng không ạ? Đó nhá. Thứ hai, cái từ này chúng ta cũng rất hay dùng này, chuỗi là, chuỗi là, cái từ này nghĩa gốc của nó là say đấy đúng không ạ? Nhưng mà trong trường này mình không dịch là tôi say rồi, mà thường sẽ dịch là gì ạ? Cạn lời, uống dễ chuỗi là, uống dễ chuỗi là, thì dịch là tao cũng cạn lời rồi đúng không ạ? Uống dễ chuỗi là, hoặc mình có thể dùng từ ú ủy, ú ủy cũng được nhá, ú ủy cũng được, tức là ú tức là không đấy, ủy trong cái từ mà ủy dán đấy đúng không nhỉ? Đó, thì có thể nói từ ú ủy cũng được, nhưng mà thường bây giờ giới trẻ mạng này hay dùng cái từ này, chuỗi là, uống dễ chuỗi là, tao cũng cạn lời rồi đúng không? Hoặc là gì ạ? Ủa thai nán là tôi khổ quá mà, cái này nghĩa là gì ạ? Tôi quá khó, nhưng mà không thể dịch là như thế được đúng không? Phải dịch là tôi khổ quá mà, ủa thai nán là, ủa dễ thai nán là đúng không? Đấy nhá. Hoặc là gì ạ? Đây bây giờ rất hay xuất hiện cái từ này, toang rồi đúng không? Toang, toang ở đây có nghĩa là gì? Thôi chết rồi, thôi hỏng rồi đúng không ạ? Vậy thì người Trung Quốc sẽ hay dùng là gì? Mình có một vài cách biểu đạt, ví dụ mình có thể nói là chào cao là, chào cao là, chào cao là, đấy, hay là quán tan là, quán tan là, hoặc là quán là, quán là, đấy, thì mình đều có thể dịch là gì? Toang rồi đúng không ạ? Thôi chết rồi, hay là toang rồi đều được nhá. Đấy. Hoặc là gì đây? Cái từ này dạo này cũng xuất hiện rất là nhiều đúng không ạ? Em trà xanh đây, trà xanh sẽ nói là gì ạ? Lì trà, lì trà, lì trà, trà xanh đúng không? Trà xanh là cái gì ạ? Thường như kiểu dạng để chỉ các em gái mà gọi là bồ nhí các thứ đây ạ, đúng không ạ? Nhá, thì mình có thể dùng là lì trà đúng không? Lì trà. Hoặc là gì? Em gái mưa, mình có từ em gái mưa, em gái mưa mình có thể nói là yến nhúy dậu, yến nhúy dậu, yến đây có nghĩa là mây đấy, em gái gọi là phù du đấy đúng không, mây tức là phù du mà, nên mình dịch là em gái phù du, em gái mưa nha, yến nhúy dậu chứ lại không dịch nhụy nhúy dậu nhá, nói là yến nhúy dậu đúng không, em gái mưa. Hay là chúng ta có từ này ném đá, đừng có ném đá nữa đúng không, thai choan, thai choan, thai choan, thai choan, ném đá đúng không, đấy nhá, rất là nhiều các ngôn ngữ mạng bây giờ hay dùng. Hay là gì ạ, mày cẩn thận bị nghiệp quật đúng không, cái từ nghiệp quật, nghiệp quật dùng là phản sự, phản sự, phản sự, chưa, nghiệp quật đúng không? Hay là gì ạ, bung lụa đi mày, bung lụa, cái từ này cũng rất hay dùng đúng không, bung lụa thì sẽ nói là phảng phây tự ủa, phảng phây tự ủa, đấy chưa nhỉ, cái từ phảng phây, phảng phây như kiểu dạng là gì, hãy thả cho mình bay lên đấy, kiểu như vậy, như thế đúng không, bung lụa đi tức là gì ạ, hãy thoát khỏi những cái gì của bản thân đi đấy, thoát khỏi những cái gì của bản thân mình đi đúng không, phảng phây tự ủa sẽ dịch là bung lụa. Hay là gì ạ, chẩu vấn, chẩu vấn, cái phốt ở đây có nghĩa là gì ạ, mình hay nói là bóc phốt con này, tức là gì ạ, đưa ra những cái thông tin gì xấu về con này đúng không, thì cái từ chẩu vấn ở đây nghĩa gốc của nó, vấn tức là tin tức, chẩu tức là xấu xa đấy, ý là những cái tin tức xấu, những cái tin tức nó không hay thì gọi là chẩu vấn, nhưng mà dân mạng mình hay gọi là phốt đúng không, vậy mình có thể dùng cái từ này nhá, chẩu vấn. Hay là gì ạ, hit drama đúng không, hit drama theo kiểu dạng là chúng ta sẽ nói là khan rưa nào, khăn rưa nào, khăn rưa nào, tức là gì, như kiểu là đi xem cái náo nhiệt, xem nó như thế nào đấy, mình gọi là hóng hít đấy, hóng hít hay là hóng drama đúng không, mình gọi là khăn rưa nào, khăn rưa nào nhá. Hay là gì ạ, con này mày kém sang thế, kém sang, mình có thể dùng từ mấy su chư, mấy su chư, mấy su chư, được chưa, nhá. Hay là gì ạ, cái đồ gà mờ đúng không, đồ gà mờ sẽ nói là cài nhỏ, cài nhỏ, cài nhỏ, con chim ăn rau rồi, là gì ạ, thôi đừng có làm màu nữa đúng không, đừng có làm màu nữa, cái từ làm màu đấy rõ nói là choang pi, choang pi, choang ở đây có nghĩa là trả choang, tức là giả vờ giả dạng đấy đúng không ạ, pi ở đây có thể hiểu trên kiểu dạng ngốc nghếch ngu dốt đấy, như vậy dịch là đừng có làm màu, đừng có giả bộ nữa, dịch là choang pi,
trang pi được chưa nhá. Thì hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ cô sẽ giới thiệu cho các bạn mấy cái từ này, thì trong cái quá trình mà chúng ta giao tiếp ấy, đúng không ạ, giao tiếp thời hiện đại bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng các cái từ này để gọi là bắt kịp với thời đại, bắt kịp với cả xu hướng, đúng không? Đấy nhá. Rồi thế thì xong các video clip tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu các từ tiếp nữa. Đó, thì ngày hôm nay mỗi một bài chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn khoảng độ 10 đến 15 từ, đúng không? 10 đến 15 từ. Rồi chúng ta cùng xem lại một lần nhá. Trang pi, trang pi, đó, cài nhỏ, cài nhỏ, mấy su chữ, mấy su chữ, khăn rưa nào, khăn rưa nào, chầu ấn, chầu ấn, phang phê tự ủa, phang phê tự ủa, phản sư, phản sư, thai chuan, thai chuan, yến nữ yếu, yến nữ yếu, lì chá, lì chá, sao cao, hoàn tàn lọ, hoàn lọ, 我太难了，我太难了，我也醉了，醉了。好， và kéo chính, kéo chính, được chưa? Nào, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video và clip tiếp theo. Và chúng ta nhớ là gì ạ? Bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký để mỗi lần cô có video thì chúng ta sẽ bắt kịp được hay là sẽ cập nhật được một cách nhanh chóng nhá. Dạ, 再见.